chào các bạn, chúng mình lại gặp lại nhau trong video mới tuần này. Và sau cái sự thành công nho nhỏ của cái video thử hàng make up nội địa Trung Quốc lần trước ấy, thì mình đã nhận được rất là nhiều mail đến từ các hãng mỹ phẩm của Trung Quốc. Trong số những nhãn hàng mà họ liên hệ với mình ấy, thì mình phát hiện ra một nhãn hàng vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc mà mình tin rằng là những bạn đang xem video này, sắp xem video này và cũng có thể là không bao giờ xem video này, đến cả bản thân mình nữa cũng rất là mong muốn được thử những sản phẩm của nhãn hàng này. Và đấy chính là nhãn hàng Perfect Diary. Perfect Diary. Yeah. Và như các bạn thấy đấy, thì họ gửi cho mình một hộp rất là to, siêu to, khổng lồ. Không khổng lồ lắm, nhưng mà đây có thể là một cái kiện hàng mà mình nhận được to nhất từ trước đến giờ, đến từ một brand. Xin chân thành cảm ơn. Bên trong này thì bao gồm tất cả những cái sản phẩm mới của họ và cũng có cả những cái sản phẩm gọi là best seller nữa. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng khám phá xem là bên trong này có những món đồ gì nhá. Đầu tiên thì sẽ là cái eyeliner này, nó có màu đen và tên của nó là Slim Long Lasting Liquid Eyeliner. Tiếp theo thì sẽ là một cái cây mascara. Em ơi chán đời thật luôn ấy. Cái mascara này có tên là High Definition Long Lasting Multifunction Mascara. Nhìn cái cây này nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất là hợp lý đấy. Bởi vì là bình thường mascara của chúng mình mua nó rất là to ấy, rồi dùng khoảng tầm 3 tháng thì nó cũng khô. Thế nên là mua cái nhỏ nhỏ này dùng nó tiết kiệm hơn các bạn ạ. Tiếp theo thì là một cái foundation. Đây là Supreme Nude Natural Flawless Hydrating Liquid Foundation. Màu này là màu B01. Chứ rồi trông lại có vẻ hơi trắng rồi đây này. Thiết kế khá là đẹp, đơn giản, nhẹ nhàng, nhìn nó kiểu tinh tế. Ok, tiếp đến thì là mình sẽ bóc sang cái hộp loose powder này đi, phấn bột. Ủa, các bóc hộp mà cứ nâm nớp sợ cái móng tay nó bị chóc ra. Cái bộ này có tên là Weightless Soft Velvet Blurring Loose Powder. Hình như là cái này nó có màu đấy các bạn, bởi vì là ở đây nó ghi số 01 này thì chắc là nó sẽ ở đây là màu sáng nhất. Kem nền cũng sáng mà phấn phủ cũng sáng. Cái này khiếp, hãng tưởng mình trắng lắm mà không, trang đen nhá, trang rất đen. Nên là hãng nào gửi đồ cho mình thì hãy nhớ là gửi cho mình những cái màu nào nó dưới cái tông nature ấy ha. So cute. Và đây thì là một cái cọ để phủ phấn. Ôi mịn phết này. Và đến cái bộ cọ này thì có tên không nhỉ? Tên của bộ cọ này thì là Perfect Diary Starry Night. Đây một bộ cọ thì là gồm 6 cây cọ trang điểm. Cái cây này thì là để dùng phủ phấn này. Còn cái cây này xéo xéo như này chúng mình có thể để dùng làm má hồng này. Cây này dùng để đánh cho highlight này. Nhưng mà gửi chổi để đánh highlight xong rồi highlight thì không gửi thì đánh bằng cái gì? Trêu mình à? Ok, sang tiếp bên này thì mình nghĩ là ba cái cây này sẽ là ba cái cây cọ mắt. Úi dồi ôi, tiếp cái khay này của nó đã rất là chặt rồi ấy. Bên trong họ có dính thêm kiểu cực cực keo hay là băng dính vào ấy các bạn. Chặt dã man luôn, khiếp, cẩn thận quá. Ôi, lấy được cái chổi ra mà, nghiến răng nghiến lợi. Chất lượng của cái bộ cọ này rất là mềm nha các bạn có nhìn thấy nó đang đu đưa đâu ấy. Không biết là cái độ bám phấn của cái cọ này thì nó sẽ đến đâu, nhưng mà mình rất là thích chất lượng của những cái cây cọ nào mà nó mềm ngay lên trên da, cảm thấy rất là dễ chịu ý. Nhưng mà cái này có một điểm trừ, đấy chính là những cái cây to như thế này này, ví dụ như là cái cây phủ phấn này hay là cái cây má hồng ấy, thì mình thấy rất là nặng, cầm rất là đầm tay. Thế nhưng mà với những cái cây chổi highlight hay là những cái cây phấn mắt ấy thì nó hơi nhẹ một tí. Cầm những cái cây này thì với những bạn nào mà mới make up ấy thì các bạn sẽ thấy là cầm nó rất là nhẹ tay và nó rất là dễ dùng đúng không? Nhưng mà với mình thì mình thấy là những cái cây cọ này nó hơi khó dùng với mình một tí, vì mình quen cầm những cây nó rất là nặng, nó đầm tay rồi ý. Và tiếp theo thì là một bộ sưu tập mới có tên là Sakura Limited Box. Mình sẽ móc cái hộp phấn phủ này ra trước nhé. Có tên là Perfect Diary Soft Matte Finish Powder. Và cái màu của mình có thì là màu 02. Nghe cái tên là Matte Finish thì tức là chúng mình biết đây là một cái phấn phủ giúp cho cái lớp nền của chúng mình được lì xuống đúng không? Nhìn kiểu dễ thương dã man luôn ý. Và đây thì là một thỏi son duy nhất mà họ gửi cho mình. Đúng một thỏi son thôi, hy vọng là lát nữa cái make up look mà mình định làm ấy nó sẽ matching với cái màu son này. Màu son này thì là màu 09, chất son là chất velvet. Và đây thì sẽ là một cái hộp phấn mắt và phấn má. Bộ sưu tập mới này nhìn trông nó dễ thương quá luôn ấy. Cái hộp phấn má và phấn mắt này nó có tên là Perfect Diary Star Crystal Eyes and Cheek Palette. Mà bảng này là bảng 01 thì chứng tỏ là họ sẽ có những cái bảng màu khác nữa nha các bạn. Ok, và đây thì là nội thất bên trong. Đấy. Và ở đây thì họ có một cái miếng phim chặn phấn. Trên cái miếng phim chặn phấn này có in tên của những màu ở trong này rồi đấy các bạn ạ. Trong một cái bảng này thì chúng mình sẽ có 6 ô màu mắt và một ô má hồng. Cái này là highlight này đúng không các bạn? Highlight đây này, có highlight rồi này. Nhưng mà highlight màu này có vẻ hơi vàng đấy các bạn. Không biết là khi lên má thì nó có vàng như thế này không, nhưng mà hy vọng là nó sẽ không quá vàng, bởi vì là mình thường dùng highlight nó màu sáng hơn cái này một tí. Còn cái má hồng này trông nó có vẻ xinh này các bạn này, má hồng này trông rất là xinh nhá, nó là kiểu
màu hồng, xong rồi có một chút nhũ nhũ kiểu màu hồng hồng cam hồng đất ấy các bạn. Ừ, xinh xinh ấy. Với 6 cái ô màu mắt này thì bắt mắt mình nhất đấy chính là cái màu tím và có nhũ này. Cái hạt nhũ bên trong nó vừa có nhũ nhá, và nó cũng có cả những cái hình ngôi sao cũng như là hình mặt trăng ấy, để cho chúng mình có thể đính lên mắt như là kiểu một phụ kiện làm cho mắt mình thêm lấp lánh. Và có cả thêm hai cái khuyên tai nữa, nhưng mà số từ nãy giờ mình lục đục mãi mình không lấy được cái khuyên tai này ra đây này. Đây, hai khuyên tai này của chúng mình. Nhìn xinh nhờ các bạn nhờ, nhưng mà thật ra là nhìn gần thì trông nó cũng hơi phèn phèn một tí. Nhưng mà mình nghĩ là người ta để chỉ tặng kèm để cho các bạn có thể hiểu rõ được ý tưởng của cái bộ trang điểm này thôi. Nhưng mà nhìn xa xa này nhìn cũng xinh mà đúng không? Cuối cùng sẽ là hai cái bảng màu mắt lẻ này. Cái bảng lẻ đầu tiên thì có tên là Explore Eyeshadow Palette. Úi giời. Úi chà chà. Bên trong có một cái miếng phim nhưng mà nó không ghi tên màu ở đây. À, tên màu có ghi ở dưới những cái từng ô màu này rồi này các bạn này. Đấy. Ui, có một cái màu đỏ này nó rực cháy chứ các bạn ơi. Cả cái màu nhũ này, màu nhũ, màu kim tuyến này, màu kim tuyến. Không hiểu sao là mình nghĩ ra được cái từ màu kim tuyến ấy, nhưng mà cái màu nhũ này nó rất là xinh. Bên trong của nó cũng có những cái hạt nhũ như là hình ngôi sao rồi hình lấp lánh ấy các bạn. Nhưng mà những cái hình ở bên trong ấy thì nó không có màu đâu nha các bạn, nó là kiểu transparent ấy. Em ơi nhìn cái màu xanh này xinh chưa? Cái màu xanh này bên trong nó có ánh nhũ vàng ấy các bạn. Mình tìm ở rất nhiều những cái bảng màu mắt Âu Mỹ khác nha, nhưng mà đây phải là cái màu xanh mà đẹp nhất mà mình đã từng thấy trong tất cả những cái bảng mắt mà mình có. Ui, siêu đẹp. Chà 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 chà. Pigment dã man luôn, chỉ một quẹt này các bạn này. Đấy, đỏ không? Xinh nha. À, thử sang cả cái màu nhũ này nữa nhá. Ôi, nhìn nó sáng chưa? Đẹp chưa? Trời ơi, eo ơi đẹp thế. Và cái bảng thứ hai thì nó cũng cùng dòng với cái bảng con Nai kia luôn, nhưng mà cái này thì nó có tên là Fancy Cup. Bên trong của từng cái hộp phấn mắt này thì họ có chổi cho mình luôn nha các bạn. Và chất lượng cái chổi cũng không tồi đâu. Đánh mắt được đấy. Ổn ổn đấy. À, đây. Ui trời, các bạn đập một phát vào mặt mình luôn, lại là cái ô màu mắt nhũ tím mà nó có dập hình vảy cá lên trên này này các bạn này. Eo ơi, xinh thế. Bảng này cũng có một ô nhũ nữa, nhưng mà bên trong nhũ của nó thì ngoài những hạt nhũ tròn thì nó còn có cả hạt nhũ giọt lệ ấy, các bạn. Nhìn cái màu nhũ tím này rất là muốn thử nhá, nhưng mà sợ chạm vào nó lại hỏng mất cái hình vây cá của người ta ấy. Ui, xinh quá trời ơi. Trời, xinh đẹp tuyệt vời. Ok, giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm mà mình có rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang cái bước make up để có thể cảm nhận rõ rệt và chi tiết một cách sâu sắc hơn về những cái sản phẩm này nhá. Eo ơi, khiếp, cái hãng này làm cái sản phẩm nào nó cũng dán chặt ơi là chặt luôn ý. Bóc từ nãy giờ không bóc được cái miếng phim dán gương ra đây này. Bực mình. Ok, khiếp, mặt mình kinh quá, xấu quá. Đẹp. Mình sẽ thử xem là cái màu này lên da mình nó có hợp không đã nhá. Lại trời lại phải là đừng trắng quá, đừng trắng quá, đừng trắng quá. Dễ trắng lắm. Biết ngay. Rất trắng nhá, rất trắng. Ô. Ô các bạn ơi, cái màu kem nền này nó oxidize nhanh cực kỳ luôn nhá. Để mình thử lại nhá. Các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn nhá, mình chấm ở chỗ này màu mới này. Đấy, thấy nó trắng hơn hẳn không? Thấy trắng hơn hẳn không? Đây cái màu cũ đây, cái màu mới đây. Mà trong cùng một chai nhá, và vừa nãy giờ chỉ trải qua tầm 1 phút đến 2 phút thôi đấy. Oxidize khá nhanh nhá, thế nên là bạn nào mà mua cái này thì các bạn nên mua cái tông màu nó sáng sáng hơn một tí nhá. Nó oxidize là vừa. May quá nó oxidize cho thì nó lại vừa với cái mặt của mình các bạn ạ. Nào, tán nào. Để mình xem là cái kem nền này sau khoảng tầm khi mà mình quay xong video ấy, chắc là khoảng thêm 2 tiếng nữa thì nó có làm tối cái da mặt của mình hơn nữa không ấy. Trông giống Salomon quá. Ok, nhận xét qua về cái chất kem này một tí thì cái chất kem này nó là dạng dạng kem nhưng mà nó không quá đặc đâu nha các bạn, nhưng mà nó cũng không quá lỏng, không lỏng đến cái mức độ mà mình cầm này xong rồi mình đổ ra tay nó rơi nó chảy xuống ấy, mà nó kiểu hơi kem hơi sánh một tí. Cái tên của nó thì là hydrating ấy, thế nên là mình nghĩ là bên trong cái sản phẩm này nó có rất là nhiều những cái thành phần nó có thể làm ẩm cho làn da, vậy nên là khi mà mình tán lên ấy thì mình thấy là đây các bạn thấy da mình hơi bóng bóng đúng không? Nhưng mà về cái độ che phủ của nó thì nó sẽ tầm khoảng 60 đến 65%, không che phủ được nhiều lắm. Tàn nhang này thì vẫn nhìn thấy rất là rõ này, một vài cái mụn đỏ của mình nó chuẩn bị nó trồi lên ý, thì vẫn thấy hơi một tí đỏ đỏ ở đây. Để mình thử build thêm một lớp nữa nhá. Bình thường khi mà mình trang điểm thì mình sẽ thường build hai lớp nền, cho nên là một lớp ấy nó cũng không nói được gì nhiều quá. Thêm một lớp nữa này. Ui, cái kem nền nó oxidize nhanh thật sự luôn ấy.
cái kem nền này sau khi mà build thêm một lớp nữa ấy, thì mình thấy là cái che khuyết điểm nó ổn hơn rồi. Thế nhưng mà nó lại gặp một số vấn đề, này chính là mình không hiểu tại sao cái chất kem nền này thì nó rất là mỏng đúng không, rất là nhẹ. Thế nhưng mà khi mà build đến lớp thứ hai ấy, thì mình thấy có một hiện tượng hơi bị dày ở trên trên những cái vùng như là kiểu khóe mũi này của mình này, nó hơi dày ấy các bạn, khóe miệng này này, kiểu nó hơi bị thô thô, nó hơi bị ráp ráp, nó không được mịn cho lắm á. Cũng khá là glowy nhưng mà không quá nhiều đâu các bạn ạ, cũng hơi bóng bóng nhẹ nhẹ thôi. Sao tự dưng dạo này mặt mình ở đâu ra lắm vết thâm thế nhở? Mà mụn ở mấy cái vùng này thì chẳng bao giờ có, mà tự dưng lại cứ trồi lên mấy cái vết thâm, mấy cái vết đỏ đỏ đấy, lạ kỳ ghê cơ. Đấy các bạn thấy không, cái kem nền này để một lúc thôi là nó lại cân bằng giữa mặt và cổ này, thần kỳ vậy. Vô cùng thần kỳ nhá. Ok, bây giờ chúng mình sẽ thử sang cái phấn phủ và cái cây cọ này nha. Mình thấy cái hộp phấn này được quảng cáo và chạy quảng cáo rất là nhiều trên Facebook, vậy nên là mình cũng đang rất là hy vọng cái này nó sẽ làm lên được một cái gì đó. Và ok, bên trong của nó thì còn có thêm cả một cái bông phấn này các bạn này. Các bạn nào mà thích dùng bông thì dùng cái này, mà thích dùng cọ thì đây chúng mình đã có cái cọ. Và bên trong, từ nhá, sợ nó mở ra nó bay một phát cả phấn vào mặt mình thì ngất luôn. Đây, bên trong này còn có thêm cả một miếng vải để chặn phấn này. Và đây thì là phấn của chúng mình. Để mình xem phấn có màu không nhá. Không màu đúng không? Không màu. Phủi phủi đi một tí là hết rồi này. Ôi cái mùi thơm đấy. Ôi cái mùi phấn này thơm đấy. Thơm như mùi mùi nước hoa ấy. Thơm quá. Nhưng mà không màu thì sao tự dưng ấy đi đánh số vào để làm gì nhỉ? Ôi sao mà nó thơm vậy? Phấn rất là mịn và không có màu, không có một tí màu nào cả, rất là mịn. Được, cái chổi họ đi kèm ấy nó cũng rất là mịn các bạn ạ. Thoa lên trên mặt nó dịu dàng lắm. Và bên nửa mặt này thì mình sẽ dùng cái hộp phấn này luôn. Hơi có một tí màu, hơi hơi thôi, rất là nhẹ thôi. Nó có thể gần như là không có màu luôn ấy. Và cái chất phấn khi mà lên trên tay thì mình thấy nó rất là trơn, rất là trượt. Nó kiểu mịn mịn nhưng mà mịn nó sang cái chiều hướng nó bị trơn trượt ý. Ôi dồi, kiếp nó... Vừa mình táp lên được một phát nó lì luôn cả cái vùng này của mình này, nó lì dã man luôn ấy. Ôi cái này lì quá nhờ. Cái này mà bạn nào mà thích trang điểm lì thì cái này hợp lý với các bạn quá này. Lì lắm các bạn ạ, vừa táp lên một phát là lì luôn. Thôi để mình làm nốt cái bên này đi, không phải nó lại lệch pha nhìn buồn cười quá. Bây giờ thì mình sẽ off camera tầm vài phút để mình tạo khối nhanh cho gương mặt của mình đã, rồi mình sẽ quay trở lại với những cái bước tiếp theo nhé. Mới tạo khối trông có vẻ nhẹ nhàng quá không nhờ. Và chúng mình sẽ chuyển đến phần má hồng đi. Phần má hồng thì mình sẽ sử dụng cái màu má hồng ở trong cái bảng này. Thì đây, chỉ có đúng một cái màu má hồng thôi nên là không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Nhưng mà mình nghĩ là cái màu này nó sẽ hợp khá nhiều những cái tông trang điểm khác nhau đấy. Mình sẽ dùng luôn cái cọ này nhá. Màu má hồng cũng khá là mịn đấy nhỉ. Biết có bộ chổi như này thì lúc trước khi quay video mình đã không phải hì hụi mình đi giặt chổi rồi. Mệt ghê cơ. Xinh phết, đây cái màu hồng nhẹ nhàng. Đúng là cái màu hồng này các bạn có thể trang điểm cho mọi layout makeup luôn được nha. Nhìn nó nhẹ nhàng, nó không đậm lắm đâu, nó không quá hồng đâu mà nó kiểu hơi phớt phớt một tí á. Nó có hơi một tí ánh nhũ này các bạn này, có ánh nhũ luôn rồi nhá. Nên là bạn nào mà không thích dùng highlight ấy, thì có thể mua cái phần má hồng này, trong này có cả hai trong một luôn, cả má hồng cả highlight, bóng bẩy đủ kiểu luôn này. Lông mày thì họ không có kẻ lông mày và mình cũng không có nhu cầu kẻ lông mày thường xuyên nữa. Mình sẽ chỉ dùng cái cây mascara này và mình chải lông mày thôi. Cũng là để test luôn cái cây mascara này, khi mà nó ở một vị trí khác không phải trên lông mi thì nó sẽ như thế nào. Được các bạn nha. Ôi mình thích cái mascara này. Úi các bạn nhìn này, mình chải một phát lên nhá là mà cái lông mày của mình nó dựng dựng thẳng đứng lên luôn này. Được, cái này có vẻ định hình tốt đấy. Mà bởi vì là cái thanh chổi của nó rất là nhỏ ấy, thế nên là khi mà chổi nhằm khi mà chải vào lông mày ấy thì nó sẽ chải được từng sợi của lông mày này các bạn này, nó không bị bết cả một cục vào như khi mà mình dùng những cái mascara to kia để mình chải lông mày ấy. Đẹp không? Đẹp. Cái chổi mascara này để chải lông mày đẹp nha. Lông mi thì từ từ nha, lông mi thì lát nữa đi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển đến với cái phần phấn mắt nhá. Ở đây thì có 3 bảng phấn mắt thôi, thế nhưng mà có rất là nhiều những cái màu mà mình muốn thử, đặc biệt là những cái màu nhũ ấy. Con người đam mê nhũ, rất là mê nhũ, ok. Những cái màu nhũ rất là đẹp và ngoài ra thì mình cũng muốn thử thêm những cái tông màu như kiểu màu màu lì để xem là cái độ pigment của nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì mình đang không biết bắt đầu từ đâu cả. Mỗi khi mà quay video make up ý là mình không bao giờ mình có cái kiểu nghĩ trước là hôm nay mình sẽ làm cái gì, mình sẽ làm màu gì, trang điểm mắt kiểu gì đâu. Mà kiểu toàn vừa quay vừa mới nghĩ các bạn ạ. Đầu mình đang hơi bị trống rỗng một chút, vậy nên là để cho nó an toàn thì mình sẽ dùng cái màu nhũ này đi. Cái màu nhũ có tên Wave ở trong cái bảng hình con cá này nhá. Đây màu này. Đấy, để đánh hết lên trên cái bầu mắt. Cái màu này đẹp.
màu rất sáng và rất là bóng nhá. Bây giờ thì mình sẽ dùng ba cái cọ đánh mắt này để xem là cái chất lượng của nó lên trên mắt thì sẽ như thế nào nhá. Mình sẽ lấy một cái cây cọ vắt vát như này, đầu vắt vát như thế này để mình lấy cái màu Knock on Wood. Đó, màu này ở trong cái bảng hình con cá này luôn. Chấm nhẹ thôi, sợ đậm màu á. Ui, fallout hơi nhiều nhá. Này các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá, chuẩn bị nhìn nhá, nhìn nhá. Đây, để đúng vào hình cái lá này các bạn nhìn thấy được này. Ấy, thấy không? Cái phấn này nó fallout khá nhiều ấy. Và cái độ pigment của nó cũng là dạng khá khá thôi. Nó không phải là quá pigment đâu, màu nó cũng không đậm quá đâu. Bạn nào mà kiểu tay nghề non hay là mới học trang điểm ấy thì những cái bảng màu như thế này nó hợp với các bạn hơn. Đấy, tán nhẹ nhàng ra hết cái vùng đuôi mắt này, lan lên trên cao một tí này. Lấy cái chổi này, cái chổi đầu nó tròn tròn hơn và thưa lông hơn để mình blend cái màu lên cao một tí và màu cho nó hòa vào cái màu da mặt của mình á. Với những cái hộp phấn mà nó dễ fallout như này và nó rơi khá là nhiều phấn xuống ý, thì một là chúng mình hãy đánh mắt trước và đánh nền sau, hoặc là điều thứ hai thì chính là khi mà chúng mình lấy phấn ấy, hãy gõ chổi đi để cho cái bông cái bụi phấn nó bay bớt đi, thì khi mà chúng mình đánh lên trên mắt ấy, cái màu mắt nó sẽ không rơi xuống cái vùng trang điểm của chúng mình nha. Rồi tiếp đó thì mình muốn nhấn cái đầu mắt này của mình với một cái màu hồng. Nhưng mà cái màu hồng duy nhất mà mình thấy nó hợp ý của mình nhất ở trong này thì chính là cái màu này. Màu này trong cái bảng con cá, thế nhưng mà cái màu này nó lại hơi nhạt quá ấy. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ mix thêm với cái màu đỏ này đi. Cái màu đỏ trong cái bảng con nai này này. Đấy, cái màu đỏ này. Và mình sẽ lấy cái màu đỏ này, màu hồng này trước đã này. Đấy, màu này hơi nhạt đúng không? Không biết các bạn có nhìn được không cơ ạ? Và đánh hết xuống cả bầu mắt luôn, bầu mắt dưới, nhầm, bọng mắt dưới, bầu mắt. Đánh nó lan xuống một tí cũng được ha. Chấm thêm một ít màu đỏ, chấm ít thôi nha các bạn, màu này pigment lắm đấy. Để chồng lên cái màu hồng này, cho nó hiện lên cái màu hồng đậm hơn. Và mình sẽ dùng cái màu đỏ đấy đánh cả vào phần 1/3 đầu mắt này nữa. Đầu mắt dưới, đánh 1/3 nhá, bởi vì đằng nào cái phần dưới này, lát nữa mình cũng sẽ dùng một cái màu nâu đậm hơn và cái phần giữa này thì mình sẽ dùng nhũ rồi. Thế nên là đánh chỗ nào cần thiết thôi nha. Rồi mình sẽ lấy cái màu hồng nhạt vừa nãy phủ lên trên cái màu đỏ này nữa để cho nó chuẩn hồng nhất. Màu nhấn đuôi mắt dưới đi thì mình sẽ dùng cái màu này, màu nâu này trong bảng con nai nha. Màu này khá đậm. Nhấn đuôi mắt dưới là mình nghĩ vừa đẹp đấy. Nhấn 1/3 đuôi mắt dưới này xong rồi lan đều lên 1/2 này là nhẹ nhàng thôi. Mình cảm thấy là cái phần đuôi mắt này nó đang bị nhạt quá và mình muốn làm cho nó một cái màu nào đó đậm hơn để nhấn đuôi mắt làm cho cái mắt của mình nó sâu hơn ý. Các bạn có thấy là màu này đang bị nhạt đúng không? Đang bị nhạt đấy. Mình nghĩ là đang nhạt đấy. Nên là mình sẽ dùng một cái màu đậm hơn. À, vẫn là cái màu mình nhấn đuôi mắt dưới. Đây, thì mình sẽ dùng luôn cái màu đấy cho cái phần đuôi mắt này. Dùng cái chổi vát này nhá. Đấy, rồi dựng cái chổi lên như này nhá. Mình đánh bằng một góc của cái chổi thôi, mình nhấn vào cái đuôi mắt này, mình nhả dần. Chọn chổi thì ngoài cái việc là chọn cái chất lượng nó tốt ra, cái lông nó mềm nó dễ chịu trên mặt da, thì ngoài ra mình còn để ý đến cả cái cấu trúc, cái hình dạng của cái chổi nha. Những cái hình dạng của cái chổi này sẽ giúp cho cái việc trang điểm của chúng mình nó được đẹp hơn rất là nhiều đấy. Lên cái màu nâu vừa nãy cho nó hòa vào với nhau này. Đấy, cái này nó mới là mình chứ. Cái màu kia nhạt quá. Chỉ hợp với bạn nào nhẹ nhàng thôi mà trang điểm nhẹ nhàng thì đẹp như mình thì đánh như vậy. Sợ các bạn lên video là không nhìn thấy cái màu mắt gì của mình luôn ấy. Ok, như các bạn nhìn thấy thì là vừa nãy là do mình đánh cái màu nâu này nó nhiều lớp quá và nó lan hơi bị rộng ấy. Thế nên là nó đã che mất đi cái màu nhũ của cái bầu mắt này. Thế nên là mình sẽ phải touch up lại một chút bằng cái màu nhũ đó và mình sẽ lan nó rộng trở lại vị trí chính xác của nó. Mình sẽ lấy cái màu Burberry này nhá. Tông nó đang hơi hồng hồng tím tím ý. Đây, màu này. Khi mà chạm vào thì các bạn sẽ thấy cái màu này nó có hơi một sự mềm và nó dính nhẹ nhẹ ý. Ok, chính vì cái sự dính vừa nãy mà mình nói ý, thế nên là nó dính hết vào cái ngón tay của mình này các bạn này. Nó không dính lên mắt mình được nhiều cho lắm. Mà có lẽ là vì thế mà mình thấy là hạt nhũ nó không rơi xuống mắt đâu các bạn ạ. Không rơi nhiều cho lắm đâu. Lần này là mình sẽ cố đánh cái màu nhũ thật là nhẹ thôi để cho các bạn đỡ bị chói mắt khi mà các bạn nhìn mình trang điểm. Bởi vì trong video trước có bạn kêu là mình trang điểm cái nhũ nhiều quá là các bạn ý chói mắt. Nên là thôi, lần này mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ không đánh nhiều nhũ nữa. Với cái mắt dưới này thì mình có dùng cái cây chổi này để mình múc cái nhũ ấy các bạn.
múc nhũ thì cái nhũ nó dính được lên mắt tốt hơn, bởi vì là trên tay mình nó có cái hơi ấm của người ấy, thế nên là nó làm cho cái màu nó dính chặt quá và nó không dính lên trên mắt được. Nhưng mà cái chổi thì nó khác, cái chổi thì nó ổn hơn này, trải đều ra cái vùng giữa mắt một tí ấy. Xinh quá. Có nhiều nhũ không ạ? À, các bạn, mình đã cố gắng ít nhũ nhất có thể rồi đấy. Khổ quá, Giang Sơn khó đổi, bản tính khó rời mà mê nhũ mà cứ bắt là không cho dùng nhũ, khổ ghê cơ. Ok, rồi chúng mình sẽ đến với tiết mục cái mắt. Rất là hiếm khi nào mình kẻ được hai bên mắt nó cân nhau nhá. Đây như này đang lệch rồi đây này, thấy không? Lệch rồi đấy. Rồi, đây vẫn cái màu nâu ấy thôi, vẫn cái màu ở trong bảng con nai này. Rồi mình sẽ lấy cái màu này và mình đè lên trên cái màu cái mắt của mình. Cái cách này là ở Hàn Quốc người ta rất là hay làm cái kiểu này đó các bạn, để cho cái kẻ mắt của mình nó được mềm mại, rồi cái lớp trang điểm của mình nó rất là tự nhiên. Mặc dù là làm thì rất là nhiều bước nha các bạn, không hề đơn giản một tí nào đâu, nhưng mà người ta làm những cái tiểu tiết nhỏ này để cho cái trang điểm nó trở nên tự nhiên hơn ấy. Đến tiếp theo thì mình sẽ kẹp mi, và cái bước này thì mình sẽ tua nhanh nhá. Và bây giờ thì đến lúc là cái mascara nó được làm đúng mức nhiệm vụ của nó, đấy chính là trải cho lông mi. Mình không hy vọng nhiều với cái việc là sẽ trải lông mi để mà cho cái lông mi nó được đẹp hay là cho khuôn mắt được đẹp hơn ấy, vì cái lông mi của mình nó quá ngắn các bạn ơi. Mình trải lên rồi chắc là các bạn cũng chẳng nhìn thấy cái gì luôn á. Mình vừa mới nối mi xong rồi mình tháo ra ấy, lông mi nó cũng rụng ấy. Chả còn mấy. Sợ thế nhá. Tóc thì rõ nhiều chứ, lông mày cũng rõ nhiều chứ, nhưng mà lông mi á lơ thơ vài sợi trông chán đời lắm luôn ấy. Cái mascara này nó không làm vón cục mi các bạn ạ, nó tơi lắm mà làm cái lông mi của mình á nó mỏng mỏng ấy, chứ nó không bị dày cộp cái chất mascara đâu. Kẹp lông mi lên rồi cũng chẳng có cái gì thay đổi đúng không các bạn? Mình sẽ phải đi dán lông mi giả thôi. Lại chờ nhá, lại áo camera nhá. Hi, xin chào các bạn khỏe không? Lâu lắm mới chưa gặp. Mình đã loay hoay gắn cái lông mi này mất gần 15 phút các bạn, bởi vì tay mình run ý. Mình sẽ thử đến cái cây son này, phải làm cho cái môi của mình nó bợt, nó tái như thế này thì lên màu son ý, nó mới chuẩn được các bạn ạ. Lên môi thì nó lại ra một cái màu cam san hô, có một chút nút ở trong đó. Chất son mịn cơ các bạn ạ, nó lướt 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 ở trên môi ạ. Không biết là có phải do cái khả năng lấy son của cái cây chổi này không, hay là do cái màu son nó như vậy. Nhưng mà nãy giờ mình đánh có mỗi một cái môi dưới mình phải quẹt đến tận 2 lần ấy, lấy son tận 2 lần ấy các bạn ạ. Nó hơi kiểu bong bóng ấy. Màu cũng xinh, chất son rất là dễ chịu ở trên môi. Chúng mình sẽ chuyển đến cái bước cuối cùng, đấy chính là màu highlight. Highlight thì đây trong cái bảng này chúng mình có một màu highlight nhá. Và mình cũng phát hiện ra là có một cái bảng có một cái màu mắt ấy nó rất là giống màu highlight. Đấy chính là cái màu vừa nãy mình đánh mắt này, cái màu wave này này. So sánh giữa cái màu wave này và cái highlight này thì rõ ràng cái màu này nó sẽ hợp với cái da của mình hơn, nó sáng hơn, cái này nó hơi vàng hơn á. Nhưng mà mình vẫn muốn thử cả hai màu lên trên má, một bên màu wave và một bên là màu vàng kia, để xem là cái màu nào nó sẽ đẹp nhất. Cái chất phấn mắt ý, nó rất là mềm, nó rất là mượt, và cái hạt nhũ nó rất là nhỏ, thế nên là chúng mình hoàn toàn có thể dùng để đánh highlight được, không fall out. Đấy, thấy chưa? Cái màu này nó hợp với da mình luôn này. Đánh quen rồi nhìn phát màu nào biết luôn. Rồi, chuyển sang cái màu này. Thử bên này. Ui, cái màu bên này á hạt nhũ nó rất là to, không phải rất là to mà nó to hơn cái màu bên này. Và khi mà đánh lên ý, thì chúng mình sẽ nhìn thấy cái hạt nhũ nó nằm ở ngay ở trên da. Các bạn nhìn trên cam thì tất nhiên là các bạn sẽ không nhìn thấy rồi, nhưng mà đấy, bởi vì các bạn không nhìn thấy trên cam thì nên là mình cũng nói review luôn với các bạn là nó có hạt nhũ rất là to nhá. Bạn nào mà trang điểm nhẹ nhàng hàng ngày ấy, thì đánh cái này không hợp đâu, nó nặng đô quá đấy. Mình lấy thêm một chút nhũ nhũ hồng tí vừa nãy để mình chấm vào cái phần đầu mắt này một tí này. Đấy, vẫn không cay được cái việc là dùng ít nhũ. Và đây là thành quả của chúng mình. Cũng xinh đấy chứ. Ok, và để tổng kết cho những cái sản phẩm của Perfect Diary mà ngày hôm nay mình có cơ hội được thử ấy, thì cái đầu tiên là mình ấn tượng nhất và mình gây sốc, và nó gây sốc cho mình nhất, à đấy, sốc đến tận bây giờ vẫn còn đang bị nói lắp này, đấy chính là cái kem nền này. Trời ơi, đây chính là một cái kem nền mà theo cái trải nghiệm cá nhân của mình thì đây chính là cái kem nền mà xuống tông nhanh nhất trong lịch sử
những cái loại kem nền mà mình đã từng dùng qua nó phải hạ đến tầm 3 đến 4 tông các bạn. Thế nhưng mà mình lại không cho rằng đây là một điểm trừ, bởi vì là bất kỳ những cái sản phẩm kem nền nào hay cushion hay là bất kỳ những cái gì mà dùng cho nền ấy thì nó đều xuống tông cả, đó là chuyện bình thường thôi. Một điều may thay nữa là sau khi nó xuống tông rồi thì nó lại vô cùng tệt với cái làn da của mình, thế nên là mình không cho rằng đây là một điểm trừ, cũng không phải là một điểm cộng. Thế nhưng mà mình thấy đây là một điều chấp nhận được, và một cái điểm mà khiến mình cho cái kem nền này được 5 điểm thôi, 5 trên 10 ấy, đấy chính là bởi vì cái sự build up của nó không được chân thiện mỹ. Không hiểu sao cái từ chân thiện mỹ nó lại bật lên ở trong đầu mình, nhưng mà khi mà mình build up lên cái lớp thứ hai thì mặt mình có hiện tượng bị mốc, mốc ở cái vùng mũi này và cái vùng khóe miệng này này. Đấy, nói chung là với cái này mình khuyến khích là dành cho những bạn ít khuyết điểm nhá, ít khuyết điểm chúng mình build một lớp thôi là vừa đẹp, không cần build một lớp thứ hai. Và đến với phấn phủ này thì cả hai cái loại phấn này nó đều có tác dụng là mịn, rất là mịn ở trên da. Khi mà đánh lên rồi sờ trên da thì cảm thấy rất là mịn và rất là khô ráo, nó không gây khô da nha các bạn. Thế nhưng mà cái này thì mình thích hơn bởi vì nó có một cái mùi rất là thơm ý. Và mình cũng thích dùng phấn bột nữa bởi vì mình cảm thấy là dù sao phấn bột nó vẫn sẽ nhẹ mặt hơn là dạng phấn nến. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích trang điểm kiểu lì nhá thì các bạn không nên bỏ qua hộp phấn này, nó quá là lì luôn ý. Với cái bộ cọ này thì mình thích cái bộ cọ này, rất thích cái này, nhìn này. Mình thích cái này, chất lượng rất là mềm, rất là mượt, và cái màu sắc nó cũng rất là nữ tính, dễ thương, đáng yêu. Ba cái cọ mắt này, đấy, hợp lý, vô cùng hợp lý với những bạn mà khuôn mắt nhỏ, khuôn mắt châu Á nhá. Bởi vì khuôn mắt của chúng mình rất là nhỏ ấy, chúng mình sẽ không sử dụng được những cái cây chổi to như thế này để mà đánh mắt này. Bởi vì là những cây chổi to này sẽ làm cho cái lượng phấn mắt của chúng mình blend quá rộng ấy, nhưng mà cái nho nhỏ như thế này blend nó rất là vừa phải cho cái khuôn mắt châu Á này. Và như mình nói rồi đấy, thì cái bộ cọ như thế này nó rất là phù hợp với những bạn nào mà mới trang điểm hay là trang điểm kiểu đơn giản nhẹ nhàng ấy, không cần quá nhiều bước, không cần quá cầu kỳ, thì một cái bộ này là rất đủ, quá đủ rồi. Mà mình nhớ không nhầm thì nó cũng không rẻ, nhầm, không đắt. Nó không đắt lắm đâu. Cái cây mascara này thì không nói gì nhiều, cho 10 điểm nhá, xuất sắc, tuyệt vời. Mà rời trải lên rất là tơi, rất là mượt, rất là thích. Còn với cái bút kẻ mắt này thì mình không gì để chê cả. Thực ra là với mình lựa chọn bút kẻ mắt thì nó cũng dễ chịu ý. Ngày xưa thì rất là khó bởi vì là mí mắt mình hồi đấy nó bị dầu, nhưng mà bây giờ nó đỡ dầu hơn nhiều rồi. Thế nên là cái việc mà có một cái cây bút kẻ mắt mà nó ít trôi như thế này ấy, ít bị phai màu như này thì là tuyệt vời rồi. Với cái tỏi son này thì mình nghĩ là mình có thể cho nó được khoảng 7 điểm. Cái màu xinh, cái chất son rất là dễ chịu. Thế nhưng mà có một điểm trừ mình không thích ở cái son này đấy chứ. Cái màu son nó lên nó không được đậm cho lắm. Khi mà mình tô son thì mình đã phải quẹt lấy son tận 2-3 lần thì mới hết được cái môi của mình á các bạn. Và cuối cùng thì là với ba cái bảng phấn mắt như thế này thì mình khuyên một câu chân thành với các bạn rằng là chúng mình nên đầu tư cái bảng phấn mắt này nhá. Cái bảng phấn mắt con cá. Đấy, có đầy đủ tất cả mọi thứ mà chúng mình cần nhá. Transition, màu hồng nữ tính, màu nhũ nhắn nhá, rồi nhũ tím, cái màu nhũ tím này đẹp tuyệt vời. Và một lý do nữa mà mình rất là highly recommend cái này cho những bạn mà mới make up, mới tập make up hay là make up không kiểu chơi lớn cho lắm ấy, thì cái bảng này rất là phù hợp bởi vì những cái tông màu của nó rất là nhẹ nhàng là một này. Cái chất phấn của nó tuy nó rất là nhiều, nhưng mà được cái là cái màu của nó lên thì nó rất là nhẹ nhàng. Chúng mình có thể build từng lớp lên một để được cái màu mà chúng mình mong muốn. Cái bảng này thì nói thật là với những bạn nào mà make up kiểu bạo tay ấy, thì các bạn nên mua, mới nên mua. Tại vì là những cái màu ở trong này tuy là nó có những cái màu cơ bản, đơn giản, dễ dùng như là bốn cái màu này. Đây, đấy, cả màu này nữa là những cái màu ok để có thể dùng được hàng ngày hay là dùng đi chơi. Nói chung là ai cũng sẽ dùng những cái màu như thế này. Thế nhưng mà hơn một nửa những cái màu ở trong cái bảng này thì đều là những cái màu rất là khó dùng, rất là khó đánh, rất là khó mix match. Cũng như là bạn nào mà không trang điểm giỏi hay là không biết cách phối màu ấy thì những cái màu này nó sẽ kiểu con dao hai lưỡi ấy. Con đẹp thì rất là đẹp, thế nhưng mà đánh lên thì rất là khó. Như là màu đỏ này cũng rất là khó này, hay là cái màu xanh này này tuy nó rất là đẹp nhưng mà mình cũng chưa dám thử cái màu này cho lắm ấy. Mặc dù là mình rất là thích, nhìn mấy cái màu này khoái lắm luôn ấy. Tiếp đến thì là cái bảng này. Cái bảng này thì cũng được, nó rất là tiện bởi vì là nó vừa có ô má hồng và nó cũng có ô highlight luôn, mà nó cũng kiểu rất là nhẹ ấy. Cầm đi du lịch thì rất là tiện, mặc dù là bây giờ các bạn cũng không được đi du lịch nhiều cho lắm đúng không? Thế nhưng mà đấy, điểm cộng của nó là có thể mang đi du lịch rất là gọn nhẹ và rất là tiện lợi. Màu mắt thì đủ tất cả những gì chúng mình cần, và có cả má hồng, có cả highlight nữa. Ok, và đó là những cái review và những cái trải nghiệm chi tiết của mình về bộ sản phẩm. À nhầm, không có bộ nào cả. Về những cái sản phẩm của Perfect Diary. Theo như mình biết thì Perfect Diary là một nhãn hàng mới được thành lập khoảng tầm cách đây vài năm thôi, thế nhưng mà đã có một chỗ đứng rất là lớn ở thị trường Trung Quốc. Và ngày hôm nay khi mà mình được thử những cái sản phẩm của Perfect Diary này thì mình cũng đã hiểu một phần nào lý do tại sao mà nhãn hàng này có thể được lòng con dân như vậy. Thứ nhất là cái giá thành của nó không quá đắt, nó phù hợp từ học sinh, sinh viên cho đến công chức đi làm, và cái sự tiện dụng của nó cũng rất là cao nữa. Ngoài ra thì những cái bao bì thiết kế rất là xinh, rất là bắt mắt đúng không?
Ok, xong cái video thử hàng makeup Trung Quốc phần 2 đã kết thúc. Và hãy nhớ like video này, đăng ký theo dõi cho kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để nhớ thông báo mỗi khi mình ra video mới. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye! I love you.